Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một cái hệ thống đọc cái giá trị từ kích thước kẹp và cái bộ encoder hiển thị lên trên máy tính và lưu trữ vào file. Thì ở đây là cái thước kẹp là bằng số mà chúng ta không cần phải đọc trên cái bộ bằng sắt nữa, mà chúng ta chỉ việc là đọc nhìn trực tiếp số trên này, hoặc là ở đây là tôi thiết kế cái bộ này là đọc đưa vào bộ chuyển đổi, xong đọc đưa lên máy tính, đọc vào cổng USB của máy tính. Thì đây tôi có hai cái thước, thì hai cái thước này là tôi sẽ đọc làm hai cái trục cánh tay trái và phải của con robot. Thì khi mà đo độ dài thì chúng ta không thể đo bằng cái thước kẹp bình thường được, bắt buộc phải đo bằng số, sau đó hiển thị lên trên máy tính thì kết quả nó mới chính xác được. Thì ở đây là từ cái thước kẹp này qua cái bộ chuyển đổi ở đây tôi có hai bộ, đây một bộ với phía bên kia bộ là hai. Thế xong dùng com USB to com, và ở đây là tôi có hai cái encoder này giá trị rất chính xác là 3.000 xung trên vòng. Đấy, các bạn đọc 3.000 xung trên vòng ở điện áp 5 đến 24V, và ở đây nó có chỉ dẫn hết rồi. Hai cái encoder này là 3.000 xung trên vòng, như vậy thì tương đương với một vòng 360 độ thì chúng ta sẽ đọc 3.000 xung. Nhưng ở đây tôi dùng cái cơ chế ép xung, đọc tất cả các cái dùng thuật toán để đọc tất cả các cái điều kiện có thể, cho nên tôi sẽ ép lên là 12.000 xung trên vòng. Thì ở đây qua cái bộ chuyển đổi giá trị, đọc giá trị đưa vào bộ chuyển đổi của tôi, mạch của tôi ở đây. Thì ở đây tôi làm một cái bộ mạch này là chưa có vỏ hộp. Vỏ hộp thì trông trông vỏ hộp nó sẽ như thế này. Đấy, về sau trông vỏ hộp nó sẽ như thế này. Đấy, thì về sau mình dán nhãn mác lên đây, thì thích nhãn mác gì thì nhãn mác. Ở đây là đưa vào cổng USB. Thì phần mềm này là tôi viết trên C#. Đây phần mềm, đây tôi sẽ cho phần mềm này nó chạy. Để tôi đưa sang cái màn hình phía bên này cho nó to dễ nhìn. Thì ở đây là tôi xin giới thiệu một chút phần mềm, nó là thứ nhất là đọc thước 1, thước 2 và encoder. Thì khi đọc được tất cả thì nó sẽ có bốn thông số tất cả. Thì để đọc được bốn thông số này thì chúng ta kết nối cổng COM khởi tạo, rồi một cái thước thứ hai, rồi vậy thì cái chúng ta sẽ có là hai cái thước, là cái thước thứ nhất và cái thước thứ hai. Đi reset về về zero đi. Đấy, thì khi mà tôi quay 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 ở đây thì giá trị ở trên kia nó sẽ thay đổi. Đấy, đây các bạn nhìn 47 chẳng hạn, trên kia sẽ 47, ví dụ như ở đây tôi cho là 2073 chẳng hạn, thì trên kia sẽ là 2073, thì dưới này sẽ là 20.73 mm, thì trên kia sẽ hiển thị số là dương 20.73, nó sẽ đo được cả dương cả âm. Đấy là nhất. Thứ hai là cái bộ encoder, thì cái encoder ở đây thì tôi sẽ kết nối vào cổng đây, và tôi sẽ đo ở đây là tôi đo góc, ví dụ như là trừ trừ là mình quay theo trái, còn thì cộng mình quay theo chiều phải, vì khi mà làm thì encoder sẽ úp xuống như này. Đấy, thì ở đây khi mà quay như này thì nó sẽ đo thành cái encoder này là tương đối, nhưng mà tôi sẽ đọc thành cái encoder tuyệt đối. Đấy, thì bên này như vậy. Thì khi mà cái giá trị của encoder này thay đổi hoặc là thước này thay đổi thì nó sẽ cập nhật lên trên 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 phần mềm, và nó sẽ được lưu trữ vào file, và cái đường dẫn của file chúng ta hoàn toàn có thể tùy chọn được. Là lưu vào vào đâu, và thời gian lưu là bao nhiêu, ví dụ như chúng ta muốn lưu 20 giây hoặc 30 giây hoặc 10 giây gì đó thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt được thời gian lưu. Ở đây vì tôi chuyển đổi theo góc, và tôi có một cái hệ số hiện nay đang là 0.03, tôi cho cái hệ số này về 1. Đấy, khi mà tôi cho cái hệ số này về 1 ấy, thì cái con số này sẽ thể hiện là số thật của encoder là quay một vòng. Ví dụ như tôi chọn cái encoder này chẳng hạn, thì tôi có đánh dấu ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chấm màu đỏ đây nhé. Đấy, thì trên kia nó đang là 2638, tôi set nó về zero đi. Đấy, set vị trí này là zero. Thế và tôi quay cái này một vòng.
quay cái đấy đúng một vòng thì nó sẽ lên là 10 12.000 đây. Đấy, để quay gần vật vạch đỏ gần về giữa vị trí cũ rồi đấy. Đấy, vậy thì một vòng của nó là vào 12.000 xung. Ở đây tôi đọc bằng bằng xung, 12.000 xung một vòng. Đấy, hoàn toàn có thể đọc được cái chỗ đề số nó xung quanh thì cái tại vì cái vị trí cái điểm đỏ đỏ này, cái chấm đỏ đỏ đây này là nó vịt mình chỉnh tay vặn tay này nên nó không chuẩn được. Thì khi mà muốn chuyển đổi gì thì chúng ta sẽ lưu cái giá trị chuyển đổi của con số này vào file. Đấy. Thì không biết là cái hệ thống này có ý nghĩa về gì với các bạn hay không, thế nhưng mà tôi xây dựng cái này là đối với con robot dành riêng cho máy CNC trong phòng thí nghiệm, cho nên là nó cực kỳ chính xác, tất cả mọi thứ đều chính xác đến đến hàng phần trăm của mm và 1/12.000 xung trên một vòng. Một vòng 360 độ là 12.000 xung. Cái này nó rất có ý nghĩa nên là nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu về hệ thống này thì có thể liên hệ với tôi. Xin chân thành cảm ơn.